Chào cả nhà, ngày mới thông xin chúc cả nhà ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay cả nhà, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Thì hôm nay là cúng mâm cơm ông nội mình cả nhà. Thì cái chỗ này lúc trước mình cũng có cúng cơm ông cố, mình cũng có quay lại một clip cho cả nhà xem ha. Bây giờ là cái ngày qua năm mới cả nhà, mình quay lại một clip cho cả nhà xem ngày giỗ của ông nội mình tổ chức ra sao ha. Năm nay ngày giỗ hết dịch thì cả nhà, chú mình cũng tổ chức 15, 16 bàn cả nhà. Hiện tại bây giờ cũng gần 5 giờ ha, dự kiến là khách tới đúng 5 giờ cả nhà. Đây là dàn nhạc sống quen thuộc của mình cả nhà. Hiện tại bây giờ thị xã dàn nhạc sống này cũng rất là hay, của Tấn Cường, âm thanh ánh sáng Tấn Cường. Xế này mưa đấy hỏi oi hả? Xế này mưa đấy hỏi oi hả? Nay giờ chiều mới tôm lum. Đây là trần sân khấu cả nhà, thiết kế hoành tráng ha. Hiện tại bây giờ khách cũng đang tới rai rai cả nhà. Chị Dung. Vâng, em xin mời chị Dung ạ. Mời vị cho chị Dung em một đàn hốt ca đi ạ. Bữa ông đi trường lên năm rồi, để tặng 15 năm đó ông đi. Ép biết ông đi 5 năm, bởi vì ông lên đánh 10 ngày ông về. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vâng, em cảm ơn tiếng hát của chị Dung rất là nhiều. Và cũng để tiếp nối chương trình nữa thì xin kính mời tiếng hát của chị Giao. Rồi chị Giao. Mời quý vị cho chị Giao em một đào hỏi tay để khích lệ tinh thần bước lên sân khấu đi ạ. Không, 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 không,
Em xỉn rồi. Nhạc gì đâu gì nãy giờ lắm rồi. Đâu có mày mày. Hết hồn. Tưởng vậy rồi ngồi cái bên nhột chết đứng dậy luôn á. Nói vì nói, nhưng đừng can.
đi lớp mấy sau hôn trong trong nhìn nhau thiên đi. Ôi làm đầy sương mình đôi thì là sẽ có tiếng tơ bay và là tiếng thì có bồng bềnh nhưng sống đôi mình đôi sẽ gia đình mình cũng hơi khuya ha, hiện tại giờ cũng 9-10 giờ cả nhà, thì chắc cũng có một nhóm cũng về rồi, còn nhóm lại thì mình cũng xin phép ha, kết thúc video tại đây, cả nhà mình xin hôm nay cho một like và đăng ký và nhấn chuông thông báo thì mình sẽ ra video tiếp cho cả nhà xem nha, rồi mình chào tạm biệt cả nhà nhé.